Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị xem lại, thưởng thức lại, cùng lật lại một trang sử hào hùng của dân tộc qua trích đoạn Quang Trung đại phá quân Thành, với phần trình diễn của Cẩm Thu và Tuấn Phong, cũng như là phần phụ họa của các em trong đoàn vũ Việt Cầm. Và bây giờ chúng tôi xin mời chị Mai Trân đọc phần dẫn cho trích đoạn Quang Trung đại phá quân Thành. Trong những trang sử hào hùng của dân tộc vẫn còn tấp thoáng bóng tiền nhân dựng nước, mở lại trang sử anh hùng áo vải Tây Sơn, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chấm dứt cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh và chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu với cuộc hành quân thần tốc, quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi cõi bờ để giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách thống trị của ngoại xâm. Một trận rồng lửa giặc tan tành, bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh. Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, trăm họ chặt đường vui tiếp nghênh. Mây tạnh mù tan trời lại sáng, đầy thành già trẻ mặt như hoa, chen vai khoác cánh cùng nhau nói: Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta, kinh đô vẫn thuộc núi sông ta. Và đây hình ảnh hào hùng của anh hùng áo vải Tây Sơn qua trích đoạn Quang Trung đại phá quân Thanh với nghệ sĩ Cẩm Thu và nghệ sĩ Tuấn Phong hợp cùng đoàn vũ Việt Cầm. Ta cảm ơn ba quân tướng sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho toàn dân và đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành lại từng ngọn rau tất đất. Thôi, tất cả hãy vào trong ngơi nghỉ chờ lệnh của chủ tướng. Nguyễn Ánh cầm binh đánh Gia Định Thành, Đông Định Dương Nguyễn Lữ giữa sa trường tử trận hy sinh. Lôi! Dạ, có chiếu chỉ Thánh Hoàng, mời Bắc Bình Dương tiếp chỉ. Tuyên đọc. Tây Sơn hoàng đế hạ chỉ truyền ban, bãi chức bãi binh Bắc Bình Dương, lập tức về Quy Nhơn phục mệnh. Hoàng đế Tây Sơn ấn ký. Trời ơi, hoàng huynh ra lệnh bãi chức ta, hoàng huynh nỡ lòng nào đốn lìa cốt nhục. Xót xa căm hờn trào dâng trong lòng ta, ôi gắm qua sáng hà nay đành nghiêng ngửa trong cuồng phong. Phương nước nó quân Thanh bảo tàng, chiến trình tràn lan, muôn dân căm hận quán thang. Trong về ngang xa cố hương, ôi nhớ bên rèm từng đêm trắng canh, vì nước non thao thức bao
lòng của ta đâu chỉ đau xót cho sang hà đang đắm chìm trong chính chiến. Nghĩa nước nặng mang tình nhà canh canh, ta biết liệu làm sao cho vẹn vẹn đôi bề. Chung gánh non sông ta gìn giữ câu thề, nhưng giờ đẩy Gia Định thành đà thất thủ, Đông Định Dương Nguyễn Lữ thì giống mạng ở Quy Nhơn. Còn Thắng Long tràn ngập bóng quân Thanh, khi Ngâu Văn Sở lui quân về Tam Điệp, vậy mà Hoàng Huynh còn hạ chiếu bãi binh, bãi chức Bắc Bình Dương Mạc Sơn Hà nghiêng ngừa. Sang hà từng phen chinh chiến chẳng mang hiểm nguy, giờ đây còn phải vương ưu phiền, dài gánh cờ đồ, dài gánh tình riêng. Làm sao khi đất nước lâm nguy, trời Thăng Long lửa loạn, trăm ngàn khổ chàng đáng vì cơ nghiệp của Tây Sơn, vì sự an nguy của cõi bờ sông núi. Chàng ấy đứng giữa ba quân thúc giang hồi, trong trận cho cờ nghĩa Tây Sơn bay rợp khắp sân. Công lao của cha ông dựng nước, thiếp xin trao lại cho chàng cơ nghiệp của nhà Lê. Hãy nối liền Gia Định với Thăng Long, cho hương sắc mai đào đón chào mùa xuân thăm. Thần tốc hành binh băng ngàn dước dặm, thiếp chờ nghe tin thắng trận chốn quê nhà. Vì sự nghiệp an nguy của một dải sơn hà, vì trăm họ thần dân quê này xin lành mệnh. Rẽ sông kia quân xuôi thuyền về Gia Định, nước dặm băng ngàn thần tốc đến Thăng Long. Mai Chân Auto Accessory tọa lạc tại trung tâm Lido Sài Gòn, một địa điểm duy nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của người Việt, bán nhiều và đầy đủ các loại mặt hàng về tân trang, bảo vệ cho xe hơi, xe truck, RV, tàu, hệ thống âm thanh stereo, niềng xe, vỏ xe, đặc biệt cho BMW, Mercedes, dán kiến xe, dash cover, seat cover. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Mai Chân xin chân thành cảm tạ quý vị đã thương mến ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 714-554-1998-554. Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Phu quân giặc thanh chiếm Thăng Long, giặc tiến vào Gia Định, đã sắp bày thế trận cho một cuộc thư hùng. Phu quân thắng giặc ở lòng dân, thắng giặc nơi chính nghĩa. Trời Thăng Long còn đó, đất Gia Định còn đây. Ôi phu quân, phải lập thế bao dây, đánh giặc nên thần tốc, đánh một lần là được. Ta sẽ phá quân Thanh, ta sẽ phá quân Thanh. Phu quân, đại nghiệp Tây Sơn, áo dài cỡ đào, đánh Bắc thống nhất giang sơn.
đất nước giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu nghe lệnh truyền của đấng bề trên, nếu nghe lệnh truyền của đấng bề trên. Phu quân, thiếp xin chàng tập hợp ba quân dòng trong Tây Sơn ngày hồn thiện sông núi. Phu quân, đại nghiệp Tây Sơn có còn trống vào hoàng thượng, người chỉ lo ngôi hoàng đế mà tính chuyện yên thân. Thiếp vốn là công chúa nhà Lê theo về với Tây Sơn, nhưng thiếp vẫn hiểu thế nào là lo cho đại cuộc. Trời thương đời hiền nữ, thần vì quốc dân thần nghĩa cả ghi lòng chung. Hỡi bao anh hùng mau cứu nước non, liều thân ta giết thù đuổi quân tham tàn xâm lăng. Thưa anh em nghĩa sĩ Tây Sơn, thiếp dung là công chúa nhà Lê, nay dòng trong Tây Sơn xin hỏi ai biết lo cho đại cuộc. Đánh đuổi ngoại xâm giữ an bờ cõi hay mưu cầu với giấc, để chuyên lo cho phần đất riêng mình. Thánh thượng Tây Sơn vừa ra sắc lệnh ban truyền, bãi chức Bắc Bình Dương gọi về quy nhân phục mệnh. Chỉ lo phủ đường mặt đất nước nhiều nhương, là con dân Tây Sơn ta lên án nhà vua, là hoàng tộc nhà Lê ta căm thù Lê Chiêu Thông. Đất nước không thể bị xức xiềng nô lệ, cơ nghiệp nhà Lê xin trao lại cho chồng. Xin chủ tướng lên ngôi chống giặc ngoại xâm, thống nhất giang sơn để lên ngôi hoàng đế. Sự thế đã sắp bày ra như thế, ta cần phải có chính nhân để đánh đuổi giặc ngoại xâm.
để có đủ quy quyền trị nước chân dân, dẹp lũ tham quan trừ phường xu ninh. Với nhà Lễ ta còn có Ngọc Hân công chúa, với Tây Sơn ta còn có tướng sĩ Ba Quân. Tất cả phải đồng lòng cứu lấy non sông, và cương quyết không được lùi nữa bước. Dòng về quý nhân mong hoàng huynh tha tội, với tấm lòng trung của đứa em này. Thành tâm nguyện cầu tiên đế nhà Lê cho Ngọc Hân giúp chồng dựng nên nghiệp lớn. Nay ta xin gánh trên vai trách nhiệm vì sự trường tồn hạnh phúc của toàn dân. Hỡi bà quân tướng sĩ, để xứng đáng với đất mẹ Tây Sơn mang hồn thiêng sông núi, ta lên ngôi hoàng đế đặt niên hiệu Quang Trung, mang truyền thống Tây Sơn chỉ cờ hồng áo vải, phải thống nhất một lòng để dựng lên nghiệp lớn. Đại Skincare trong khu Bosa Minimal sát bên nhà sách Tú Quỳnh, chuyên về facial therapy, đại diện chính thức cho Dermalogica và Wellmed Global, chuyên về Growth Factor Technology với sản phẩm dưỡng da tốt nhất Âu Mỹ như serum nuôi da và thuốc uống tế bào gốc kết hợp với máy móc tân tiến sẽ trẻ hóa làn da các bạn. Đại Skincare trên 20 năm kinh nghiệm chuyên facial therapy, trị mụn, trị nám, trị nhăn, xóa nốt ruồi, tàn nhang, nối dài lông mi giữ được 2 tháng, uốn lông mi cong tự nhiên, đặc biệt 20% off cho sâm thêu, sâm phun tuyệt đẹp. Nhận training xin liên lạc 714-487-3968. Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Trong trích đoạn kế tiếp mang tựa đề Nhụy Kiều Tướng Quân diễn tả một cái tình cảnh thật là éo le, đó là dũng tướng của bà Triệu là Lê Minh từ biệt bà Triệu để trá hàng sang trại Ngô để ám sát tướng giặc. Vai bà Triệu sẽ do nghệ sĩ Phượng Hồng đảm trách và vai Lê Minh sẽ do nghệ sĩ Hữu Thọ trình bày. Phượng Hồng và Hữu Thọ là hai nghệ sĩ tài danh đã từng hoạt động văn nghệ với đoàn tuồng cổ Huỳnh Long ở Việt Nam từ thập niên 70. Sang đến Mỹ, hai nghệ sĩ này vẫn cộng tác văn nghệ với đoàn văn nghệ Văn Lang. Chúng tôi đã khuya nhưng chúng tôi cũng xin mời quý vị thưởng thức trích đoạn Nhụy Kiều Tướng Quân dưới sự trình bày của Phượng Hồng và Hữu Thọ. Chỉ thích cởi cơn gió mạnh đạp luôn sóng dữ, kém các kình giữa biển khơi, chữ quyết không làm tì thiếp cho người. Hay, hay. Chào Lễ Huynh. Lễ Minh tôi xin kính chào chủ tướng. Kìa Lễ Huynh, tại sao hôm nay Lễ Huynh lại thay đổi cách xưng hô, làm cho tin tôi? Dạ thưa Lễ Huynh, từ thuở ấu thơ chúng ta cùng chung một thầy, chung một đường bướm mũi giáo. Lễ Huynh, Lễ Huynh vẫn thường gọi trinh này là cô Út, sao bỗng dưng chuyện cũ ngày xưa xin đừng nên nhắc lại, khi lòng tôi đầy quốc hận không tan. Giờ đây chuyện giang sang xin ký thác ở tay người. Thù dân tộc, thù nhà nặng gánh. Triệu tiên công giữa đường gãy gánh, bỏ biết mấy công trình nơi đất Quân An. Nay Lê Minh tôi xin vòng tay để cô Út cùng nhân dân ra sức dẹp xăm.
danh mình, và xin nhận cho tôi sao trước một lời thôi. Xin đất trời xét soi, ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thầy trước vong linh người chủ tướng anh hùng bằng tất cả chân thành, bằng máu nóng con tim. Vì bởi lẽ đó Lê Quynh xúc động mà ai cho ta nó ngon ngọt, những bí ẩn trong lòng của người anh đầy mến thương. Thưa anh chủ, đây là lá quyết thư và toàn bộ kế hoạch, xin nhận lời cho thuộc tướng ra đi, chỉ trở lại đây khi nào yên bông giặc. Lời ta tự mong bạn hiểu lòng tôi. Ơ kìa Lê Huynh, trá hàng sáng trái giặc à? Dân Lê tướng quân, ta mời tướng quân hãy ngồi xuống đây. Dạ 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 không. Tướng quân cứ ngồi đi. Dạ không, thưa chủ tướng. Nếu gọi ta là chủ tướng thì ta ra lệnh cho tướng quân phải ngồi. Dạ thưa. Dạ nhớ, khi nào có lệnh của ta mới được quyền đứng lên, nghe rõ chưa? Xin tuân lệnh. Lê tướng quân, tướng quân ơi dần xa thân sanh tử không màng, một lại này một lại cứu quê hương. Hãy ngồi xuống đó, trong lúc khó khăn nguy hiểm gian nan rõ giả anh hùng, ngẩng cao đầu không thẹn dưới non sông. Lê Minh nói ta xin nhận lời, ta nhận lời cảm phục một người anh. Lê Minh tôi xin đa tạ, xin đa tạ trước thâm tình của nữ chủ. Giờ đây xin bái biệt. Khoan, Lê tướng quân hãy chờ ta trong giây lát nha.
tộc ta còng mạch mang gông ngàn năm đô lây. Bầu huyết quang sục sôi sinh thời trước ngàn vạn sanh linh đứng lên gìn giữ nước non này. Đưa tiếng một người đi vào nơi hiểm nguy bên miệng rượu dơi đầy. Được sự quỷ nhiệm của chủ tướng, cho dù dạng tự nhất sinh, trước chủ tướng tôi xin thời bằng danh dự. Cất thảo luyện quân chờ ngày quốc khởi, đánh đuổi xâm lăng ta lấy lại cơ đồ. Phục lên đi đường nghe rạo rực cả tâm can, tôi sẽ cắt đầu thù đem về tới trước linh hồn minh chủ. Bóng xâm lăng xin bái biệt. Mai Chinh Auto Accessory tọa lạc tại trung tâm Lido Sài Gòn, một địa điểm duy nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của người Việt, bán nhiều và đầy đủ các loại mặt hàng về tân trang, bảo vệ cho xe hơi, xe truck, RV, tàu, hệ thống âm thanh stereo, niềng xe, vỏ xe đặc biệt cho BMW, Mercedes, dán kính xe, dash cover, seat cover. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Mai Chinh xin chân thành cảm tạ quý vị đã thương mến ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 714-554-1998, 554-1998. Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Quân sĩ! Yeah! Hãy dây bắt sống cho được Lê Minh cho ta! Yeah! Yeah! Lê! Lê!
cờ bay hay sắc giặc ngổn ngang, ta nở một nụ cười mang nguyên. Lê Minh giờ đây còn có một điều, sao hết là phải cố gắng quay về cho được, và đến trước mộ phần người chủ tướng anh hùng mà ta hứa buổi ra đi, mang đầu thù về tới vong linh cho người hạ giả chôn kinh sông, rồi gửi xác thân này nơi đất mẹ thân yêu. Lê Minh, Lê Minh ơi, anh ở đâu? Lê Minh, triệu tướng công ơi, tôi đã vượt qua muôn ngàn vạn hiểm nguy và về đến đây trước mộ phần người chú tướng. Đây là đầu tên tướng giặc từ phương Bắc xuống phương Nam, gây biết bao máu đổ lầm than, tiếng kêu đau rần rần bốn phương trời. Đất quân an nở máu xương, xương máu nở đền rồi. Đây là đầu tên tướng giặc trước mộ phần linh hiển hải minh công, một dải cơ đồ sông núi dậy cuồng phong, quét sạch đám giặc thù chuyên cướp nước. Nghe tiếng ai ca uy rộn đàn tha thiết, gió quê hương nghe mát rượi tâm hồn. Người bạn tâm đầu sáng lo bảo toàn non sông cấm dốc, ta bước đi trong nụ cười kiêu hành, ta hát vang lên cầu chiến thắng muôn đời. Lê Minh ơi, ngài đưa tiền năm xưa
trường. Trời đất quân an cung điếu nặng cơn buồn, chiến công thầm lặng của người anh quý mến. Sao ta nghe có nụ cười hòa nước mắt ở lòng ta, giá ngựa bọc thấy cơn quốc biên, tan bồng hồ thủy giãn tình trai. Xin để cho tôi vài phút giây nín lặng, vuốt mắt người trai son sắc vẹn câu thề. Người chẳng phụ lòng non nước, chẳng phụ lòng ta. Vậy thì đây ba lại này đây, một của non sông, một của chủ tướng. Tạ ơn Lê Minh, ta xin tạ ơn Lê Minh đây, Lê Minh. Và còn một nửa là có một người em từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ mình chia tay vĩnh viễn rồi, có phải không Lê Minh? Chối lỗi kỳ công, ba sẽ ghi tên người lên trên hết, dũng tướng Lê Minh, dập đường gươm ta thề trước anh hùng. Vô cho thịt nát xương tan, dẫu còn một hơi thở cuối cùng, mảnh đất này quyết không để mất đi nữa. Thank you.
đời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian ta thể chiến cho quê hương. Và kính thưa quý vị, bài hát Đáp lời sông núi cùng với đoàn vũ Việt Cầm và tất cả các anh chị em nghệ sĩ thúc cho chương trình Cây mùa xuân 2015 hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách và tất cả bà con đồng hương đã ủng hộ cho đến giờ phút này thưởng thức toàn bộ chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Đại Skin Care trong khu Bosa Minimal sát bên nhà sách Tú Quỳnh chuyên về facial therapy, đại diện chính thức cho Dermalogica và Wellmed Global chuyên về Growth Factor Technology với sản phẩm dưỡng da tốt nhất Âu Mỹ như serum nuôi da và thuốc uống tế bào gốc kết hợp với máy móc tân tiến sẽ trẻ hóa làn da các bạn. Đại Skin Care trên 20 năm kinh nghiệm chuyên facial therapy, trị mụn, trị nám, trị nhăn, xóa nốt ruồi, tàn nhang, nối dài lông mi giữ được 2 tháng, uốn lông mi cong tự nhiên, đặc biệt 20% off cho sâm thêu, sâm phun tuyệt đẹp. Nhận training xin liên lạc 714 487 3968.